Rạng sáng mai vào lúc 2 giờ theo giờ Việt Nam thì Đức sẽ chạm trán với Argentina trong trận chung kết World Cup lần thứ 3 đầy duyên nợ. Và nếu đêm nay quý vị và các bạn phải di chuyển trên máy bay, xin đừng lo vì quý vị và các bạn hoàn toàn có thể xem trực tiếp trận đấu từ độ cao 10.000 mét. Chỉ cần một chiếc tai nghe để không làm phiền người xung quanh, bật màn hình trước mặt lên, những hành khách này hoàn toàn có thể theo dõi trực tiếp các trận cầu trong khuôn khổ World Cup 2014. Năm nay là lần đầu tiên trong lịch sử, giải bóng đá lớn nhất hành tinh được truyền hình trực tiếp trên các chuyến bay. Để hàng trăm hành khách cùng một lúc có thể xem được trận bóng bằng những màn hình riêng của mình, các hãng hàng không cần đến sự hỗ trợ của các vệ tinh theo dấu máy bay trên toàn cầu. Mỗi một vệ tinh có thể truyền ít nhất là 18 megabit dữ liệu trên một giây. Sau đó, lại cần tới một loại anten đặc biệt của hãng Panasonic Avionics. Chúng ta có nhiều vệ tinh giúp truyền tín hiệu từ mặt đất lên máy bay. Nhưng làm thế nào để tín hiệu từ đó cùng một lúc truyền vào các màn hình TV lắp trên máy bay? Điều này khá khó khăn nhưng anten của chúng tôi đã khắc phục được điều đó. Dịch vụ này được 9 hãng hàng không lớn trên thế giới như Lufthansa, Emirates, Etihad, Thổ Nhĩ Kỳ triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu của những hành khách mê bóng đá nhưng bận công việc phải di chuyển bằng phương tiện này. Điều thú vị nhất của dịch vụ này là hành khách được xem bóng đá miễn phí sẽ có giá từ 4 đến 7 đô la Mỹ. Được biết, để có thể cung cấp trực tiếp các trận bóng đá trong suốt các chuyến bay, các hãng hàng không nói trên còn cần đến sự hỗ trợ từ đội ngũ sản xuất chương trình truyền hình của FIFA và tập đoàn IMG Media.